Những cô nàng hạnh phúc nhất thế giới đang dự tiệc độc thân ở đây. Cuối cùng họ cũng đính hôn rồi. Ném hoa cưới là chuyện hệ trọng nha. Betty và Monica đang phát điên về kết hôn. Phép thì lại sợ. Mọi người sẵn sàng rồi. Ném hoa đây. Họ đang cố bắt lấy. Nhưng bó hoa chọn người chiến thắng nha. Mấy nàng đây sắp xếp hết thành nhiều mảnh rồi. Từ từ nào. Giờ chơi ba tiệc cưới luôn. Thử thách phong cách muôn màu. Hết đi đâu vậy nhỉ? Monica đang theo dõi cô. Cô sắp lên kế hoạch cho buổi đám cưới của mình. Đây là dịch vụ tiệc cưới tốt nhất thành phố này. Anh quản lý đây chẳng hiểu hoàn cảnh của khách gì cả. Anh ta kính lịch tháng này rồi. Thế sao làm cho khách chùn bước được? Tiệc cưới phải diễn ra bằng mọi cách nha. Thêm chút tiền nào. Bỗng nhiên có ngày trống ngay. Làm được rồi. Cô nàng đồng ý hơi sớm rồi đó. Mấy nàng kia phá cửa xông vào để ngăn khách làm đám cưới trước họ. Họ chẳng quan tâm kinh lịch có gì. Ba đám cưới chung một ngày luôn. Joe có rất nhiều việc phải làm. Có tiền nữa. Nhưng mấy cô dâu không để anh yên thân. Sao họ không lên kế hoạch trước đi chứ? Giờ anh ta phải làm cổng cưới giờ chót như thế này. Betty không vui chút nào. Cô muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo. Nhưng cô không biết giải thích như thế nào. Chắc phải nhờ thầy bói quá. Anh làm sao cũng được. Rồi được thôi. Tình yêu khiến cây chớm nở. Hoặc là nhờ phân bón. Thử thách màu sắc nghĩa là của Betty sẽ là xanh lá. Hoàn hảo. Joe mang hoa đến. Nhưng anh ta không có tí ma thuật tình yêu nào. Và nàng dâu điên khác. Joe gặp rắc rối rồi. Khác ghét xanh lá. Cổng cưới của cô nên là màu hồng. Joe sẽ phải làm lại hết mọi thứ. Anh ta chưa bắt đầu mà lại muốn bỏ cuộc luôn rồi. Anh ta còn chẳng nghe Monica muốn gì. Không phải là lúc rồi. Anh ta phải tự làm lại mọi thứ lần nữa. Khác đến xem cổng cưới. Và bất ngờ thay, cô nàng rất là thích nó. Monica yêu màu xanh, màu của biển cả. Cô biết cách để bắt đúng người. Bắt được cá nữa. Cổng cưới của cô nên như là đại dương sóng trào vào cặp mới cưới. Như sóng thần tình yêu, hạnh phúc và vĩnh cửu. Yeah, và cả cá nữa. Hóa ra trông đẹp đó nha. Nhóc mèo bắt đầu nhắm mấy con cá tươi. Monica không chia sẻ đâu nha. Nhóc thú ăn thịt lông cam kia phải bước qua cô nàng trước. Cô cũng là quái thú đó nha. Nhóc mèo sợ rồi. Nhóc phải đi kiếm ăn chỗ khác thôi. Các cô nàng bận rộn trang trí cho đám cưới. Mọi thứ phải thật hoàn hảo. Giống như những gì mà họ luôn muốn vậy. Không được tùy cơ ứng biến. Phải theo kế hoạch mà làm nha. Khác thích đồ ngọt. Nên cô sẽ có rất nhiều đồ tráng miệng cho đám cưới. Đám cưới xanh của Betty sẽ ăn đồ lành mạnh. Trái cây và rau củ tươi mà cô tự trồng luôn. Khác cười nhạo cô nàng. Betty chỉ đang cố gắng có trách nhiệm và trông chừng vóc dáng thôi. Khác nghĩ rằng đồ ngọt tốt cho cô. Cô xem nó trên TikTok á. Nhưng cô coi sai nguồn rồi. Giờ thì cô cũng ăn kiêng luôn. Không biết cô nàng giữ được bao lâu nữa. Hôm nay là buổi tập luyện của Khác cho lễ cưới. Cô hoàn toàn tái tạo là đám cưới luôn. Thay vì khách mời, cô có búp bê nè. Chúng luôn tốt hơn. Vì chúng luôn im lặng và làm theo ý muốn của Khác. Lời thề của cô đầy cảm xúc. Lúc đầu thì hát, lúc sau thì hét. Nhưng búp bê đây không có cảm xúc gì cả. Hay là chúng không thích nhỉ? Khác chắc ăn là cô có thể làm cho họ cảm động. Cô nàng là cao thủ chơi đùa trên nhịp tim người khác. Được rồi, cô sắp xong rồi. Họ sẽ chết chìm trong nước mắt mà thôi. Mọi lễ cưới đều bắt đầu với khủng hoảng. Monica có cục mụn to tướng ở trên mặt. Hoặc là cái mặt trên mụn cô. Tận thế tới nơi rồi. Ai cũng hoảng loạn nhưng trừ Betty ra. Giờ cô là người duy nhất có thể bình tĩnh. Và giờ cô sẽ giúp họ quay lại với tâm thế vui vẻ cho đám cưới. Để xem ta làm được gì nào. Trang điểm hiện đại quả là thần kỳ. Giờ Monica không còn mụn nữa mà có nốt ruồi thời trang nè.
Chỉ cần làm đúng cách, thảm họa cũng hóa thành công mà thôi. Giờ căn phòng yên tĩnh hơn rồi, không còn tận thế nữa. Có quá nhiều kế hoạch đám cưới cần phải làm nè, như là khóc chẳng hạn. Đây phải là ngày hạnh phúc nhất đời cô, nhưng cô lại đau khổ. Betty chạy tới, cô tưởng là con hà mã đang khóc chứ. Cô muốn an ủi bạn của mình. Cái này là thảm họa nha. Cô không thể kéo dây kéo lên. Giặt xong, nó bị co lại sao? Mấy đống kem đó không giúp gì được đâu. Cứ kéo ship thật từ tốn và chắc chắn nha. Joe không hề biết anh sẽ đối mặt với thứ gì khi đồng ý làm mấy đám cưới này. Họ sẽ ăn sống anh ta trước khi họ cưới mất. Joe tụ hợp các cô dâu lại để tập ném hoa cưới. Nhìn thì dễ, nhưng không dễ đâu nha. Một cô dâu khỏe nên ném bó hoa tới 30 mảnh đất. Không tệ, Joe còn bắt được nè. Nhưng hình như có nàng dâu gặp rắc rối rồi. Khác còn chẳng nâng bó hoa lên nổi. Và quả ném thật thảm hại. Cô nàng không hề sẵn sàng cho đám cưới chút nào. Không thể tin là mình phải hủy nó. Bạn cô sắp cưới tới nơi, nhưng mà cô thì không. Cô quả là đồ thua cuộc nhất thế giới này. Cô có thể bắt đầu tập luyện, nhưng khóc thì cũng tốt. Đó là cách mà cô luôn giải quyết vấn đề. Nhưng bây giờ thì cô thật sự phải chăm chỉ tập luyện. Nước mắt không tạo nên cơ bắp đâu nha. Cô muốn cưới đến nỗi cô sẽ làm tất cả để có thể đám cưới. Kẻ thua cuộc biến thành nhà vô địch thật sự. Cô sẽ không để cho ai cười nhạo cô nữa. Bó hoa của cô sẽ bay tận đại dương bên kia luôn. Đến lúc kiểm tra cơ bắp của cô rồi. Mấy nàng không nên nghi ngờ cô nha, vì bó hoa bay xuyên tường và bay thẳng lên Bắc Cực luôn rồi. Betty đang thử váy cưới của cô. Thật xinh đẹp quá đi. Cô trông quá đẹp đến mức phải kìm nước mắt. Joe dẫm lên khăn vơn của cô và tưởng đó là thảm chân. Anh ta thấy đâu ra thảm chân bằng vải thuyên vậy? Ném nữa là Betty rớt cả đầu xuống rồi. Không có đầu làm sao mà cưới được chứ. Mặc dù cũng có nhiều người làm như vậy. Betty có học võ thuật khi đang ở Nhật nha. Kate đang có chuyện khác để bận tâm. Móng tay rất quan trọng với cô. Cô rất nghiêm túc việc chọn màu sơn móng. Joe quyết định làm móng cho cô, vì anh ta đã tự bỏ tiền để mua tiệm làm đẹp. Dễ mà đúng chứ. Hồi nhỏ anh ta đã thích màu sắc, mặc dù lâu lâu anh ta làm hơi lố. Và khác thì không hề thích khi ai đó đang cố hủy hoại đám cưới của cô. Nghe tiếng hét của cô, bạn cô liền chạy đến. Và Monica giúp Kate nín khóc. Betty đang cố nghĩ cách để làm lại cho đúng. Làm việc nhóm là chìa khóa của sự thành công. Thầy thể chất của họ nói như vậy đó, chứ họ không biết nó nghĩa là gì. Và giờ thì họ biết thầy ấy sai rồi. Chắc chỉ là mình gặp ác mộng mà thôi. Không phải, cô chỉ ngất khi hét quá nhiều thôi. Betty là người duy nhất có thể giữ bình tĩnh. Cũng không lâu cho lắm, Joe đang khiến cô điên loạn lên đây. Chọn phụ kiện đội đầu là nhiệm vụ hệ trọng, và chỉ duy nhất cô dâu có thể làm ngôi sao mà thôi. Joe chẳng có gì để đưa cô cả. Gương miệng cũng được, nhưng mà lố lăng với cổ xưa quá à. Thực tế chẳng như cổ tích đâu. Ngày nay ta không còn công chúa thật thụ đâu. Xin lỗi nha. Tội nghiệp Joe không biết đề nghị cô cái gì nữa. Cái bình với hoa trong đó thật luôn à, đúng thứ chúng ta cần. Cô nàng rất giống mẹ thiên nhiên, nghĩa đen luôn đó nha. Cô có hẳn tổ chim trên đầu mà. Ngày cuối cùng trước đám cưới, các cô dâu đang phát hoảng. Sao vì Karen lại trong danh sách khách mời ta? Ai lại mời dì ấy chứ? Dì ấy cũng trong danh sách của Monica nữa. Của Betty thì có gấu mèo với gấu nè. Ai đó làm hỏng bếp rồi. Và tất nhiên là do Joe chứ ai. Ai biểu anh ta làm hẳn ba đám cưới? Đã rắc rối mà còn nhân ba nữa. Và chắc ăn là không còn cách nào mà anh ta đảm đương nổi ba cô dâu. Ít ra phải có ba Joe mới kịp chứ. Mỗi cô dâu một Joe. Betty có vấn đề mới rồi. Tóc của cô dâu cũng quan trọng như váy cưới vậy. Monica tạo cho mình kiểu tóc biển cả. Betty nên làm gì đó với tóc của mình nữa.
Xui xẻo thay, cô không thể làm phép thuật được. Nhưng cô có tiền cho Joey làm. Giờ này mà anh ta nhảy được sao ta? Cô không hiểu Betty chút nào. Nếu anh ta không giải quyết vấn đề cho cô thì anh ta có vấn đề liền đó. Có cái kẹp tóc thôi thì không cần phải phá tung như vậy đâu. Nhưng ma thuật mới là vấn đề. Đám cưới không thể thiếu ma thuật được. Giờ thì cô dâu vui rồi. Khác muốn trả Instagram đều phải ghen tị với đám cưới hoàn hảo của cô. Nhưng hình như cô chả biết cách chụp hình thế nào. Chắc chắn cô không thể đăng mấy tấm đó lên mạng được. Lâu hơn xíu nữa thì cô sẽ nghĩ rằng thì ra ngoại hình của cô như thế luôn. Đây là vấn đề cho quản lý giải quyết. Anh ta đặt cọc trước rồi, nên cứ để anh ta làm việc thôi. Lạ lùng ghê, anh chụp hình trong y chang Joe luôn. Khác đang rất lo lắng. Cô chẳng còn thời gian để nghĩ mấy chuyện đó nữa. Cô nàng tạo dáng hết sức có thể. Thật xui xẻo thay, cô nàng lại là vấn đề. Các cô dâu đã sẵn sàng rồi. Ai ai cũng lo lắng. Mà chú rể thì mất tích chẳng thấy đâu cả. Khác khóc cướp. Còn Monica thì sắp khoảng đến nơi rồi. Ôi Joe, đến lúc rồi. Anh ta là người mà các cô dâu sẽ nổi đoá lên nếu như anh ta không giải quyết chuyện này. Nhân tiện thì các bạn thích cô dâu nào nhất nè, cho tụi mình biết dưới phần bình luận nha. Và ta sẽ bay đến cuộc phiêu lưu điên rồ kế tiếp thôi. Chúng mình có thể dùng bẫy. Ellie không thể cưỡng lại cái kẹo này. Rồi mẹ có thể kéo dây bắt nó. Lớn lên ở Texas rất có ít. Nhưng mẹ không biết là ba ăn hết kẹo rồi đổ lỗi cho Ellie. Ba vừa bị bắt rồi. Ba mẹ đang hoảng loạn. Họ đang tìm kiếm cô con gái nhỏ bị mất tích. Con bé có thể ở bất cứ đâu. Trong khi đó, May thuê một thám tử tư chuyên nghiệp. Ba mẹ nghĩ ý tưởng đó thật điên rồ. Không còn thời gian đâu. Bắt đầu đi, Wiggle Homesy. Ellie có thể ở đâu được? Ba mẹ mình thậm chí còn không để ý đến mình nữa. Cứ như mình không còn tồn tại vậy. Cô Homesy làm lâu quá nên mẹ phải lần theo dấu vết. Cái mùi kinh khủng đó từ thùng rác. Có sự sống hoàn toàn mới đang lớn lên trong túi này. Và nó cần lớn xa chúng ta ra. Này, nếu Ellie ở trong này thì sao? Hả? Tiếng gì vậy? Ồ, là con mèo nhà hàng xóm, Sparky. Nó như con quỷ vậy. Đó không phải là cách Joey muốn trở nên nổi tiếng. Wow, một bữa tối thịnh soạn mà. Ba mẹ thật sự quên Ellie rồi. Và giờ họ chỉ quan tâm mình thôi sao? Đương nhiên là không. Mày thích súp lơ, đúng không? Đó là ba mẹ cô nghĩ như vậy. Ellie không bao giờ đến ăn tối. May không để tất cả đồ ăn này bị lãng phí. Nhưng cô để phần súp lơ cho em gái của mình. Trong khi May đang lơ là, Ellie xuất hiện để kiếm đồ ăn. Ellie thích bánh ngọt. Và May thích rau củ. Bạn còn không hiểu gì nữa. Tự nhiên có một đống quần áo ở đây. Nên mẹ cho rằng là của ba. Ba lúc nào cũng bừa bộn như vậy nên ba có thể dọn. Ba đang tự hỏi phải bỏ cái đống này ở đâu. Bỏ dưới bàn, đương nhiên rồi. Để tạm thôi nha, lát nữa ba sẽ xử lý sao. Không, làm luôn đi. Phải Ellie không? Không. Mẹ ghét bị lơ. Bên ngoài có gì vậy? Là Ellie. Hay là ba bị hoa mắt? Ông phải đi kiểm tra thôi. Nhưng con bé đi kiểu gì? Nếu May cầm chìa khóa. Thiết bị theo dõi của Ellie cho thấy con bé đang ở quán cà phê. Chúng ta phải nhanh lên mới được. Con bé kìa, nó đang đói. Nó có thể ăn cả một con voi luôn. Ba mẹ đừng vội mà, voi cũng cần thời gian để nấu chứ. Họ đã bỏ lỡ cô bé vài giây. Con bé vừa mới đi. Nhưng con bé để lại cho ba mẹ hóa đơn. Và họ không còn tiền cho May nữa.
họ sẽ phải tiêu toàn bộ quỹ đại học của cô vào việc này. Ba là trụ cột trong gia đình của mình, và mẹ thuyết phục rằng có phần thưởng sẽ đưa được Ellie về nhà. Ba đã tìm được việc. Mấy số không đó làm cho ba chóng cả mặt luôn. Ba tìm thấy Ellie rồi. Con bé đang ngủ ở trong phòng. Hoặc không, ba sẽ phải trả lại phần thưởng và tìm lại lương tâm. Ba mẹ đang rất hoảng sợ và lại đi tìm kiếm Ellie khắp mọi nơi. Họ vẫn lơ mây. Thậm chí nếu Ellie xuất hiện ngay lúc này, họ cũng chẳng để ý gì đến con bé đâu. Mình cá là họ sẽ nhìn gói khoai tây chiên này trong khi con gái đang ở ngay trước mặt của họ. Có lẽ họ đang tìm khoai tây chiên thật. Ba thật dễ đoán mà, không như con gái của ba. Khắp nơi trong thị trấn đều có ảnh của Ellie, thậm chí trong quán cà phê. Anh bồi bàn tốt bụng này đã biết cách giúp đỡ ba mẹ cô. Dễ lau vào bình xịt. Anh ấy làm gì vậy? Dọn dẹp quán cà phê làm phân tâm tốt lắm. Và còn có thể trả hóa đơn cuối của Ellie. Thành công rồi. Họ đang vui lắm đó nha. Mẹ quá bận đến nỗi không thể quan tâm đến vẻ ngoài. Nhưng mẹ cần đánh son lên. Để nếu mẹ hôn lên má Ellie, mọi người sẽ biết bà rất yêu con bé. Tìm cái gì đó trong túi của mẹ là bất khả thi nha. Trong đây có mọi thứ trừ cái bồn rửa chén thôi à. Đây rồi. Trong khi đó, ba không tìm thấy cái vớ thứ hai. Hoặc mẹ, lúc nào mẹ cũng giúp ba tìm vớ. Ngạc nhiên chưa? Trông mẹ thật xinh đẹp mà. Ba không thể chọn mẹ khác ở chỗ nào. Bạn có biết không? Hãy giúp cho ba với. Trả lời sai. Lần sau nhớ chú ý hơn đi nha. Ba và mẹ tìm thấy nhật ký của Ellie, và họ đang làm việc với nhà Ai Cập học để giải mã chữ viết tay của con bé. Mọi người vẫn quên mất May như thường lệ. May sắp phải làm gì đó lớn hơn để được ba mẹ chú ý. Giờ họ sẽ tìm cả hai đứa con gái luôn. Trái tim của mẹ tan vỡ, và mẹ cũng không còn nước mắt để khóc nữa. Ba chả giúp được gì, nhưng vẫn cố gắng. Thông báo sao? May là mẹ có theo dõi các cô bé từ một tài khoản giả. Hai chị em đang livestream ở quán cà phê. Chúng mình cần đến đó ngay. Ba không bao giờ học được cách đáp đất cả. Các cô gái có một hóa đơn khổng lồ, và ba mẹ sẽ phải trả tiền và dọn dẹp. Đáng ra nên nuôi dạy tụi nhỏ tốt hơn. Ai đó làm tủ đồ của mẹ rối tung lên. Mà còn không phải là ba nữa. Có khi nào là Ellie không? Con bé có thể ở đâu đó quanh đây thôi. Hoặc không. Đống này cần phải mang giặt đi. Tiếng gõ lạ lùng làm cho ba mẹ dậy. Ba biết mật mã Morse. Ba có thể giải mã. Là tín hiệu SOS. Chúng mình phải đi giải cứu thôi. Hả? Chỉ là hàng xóm mới trang trí phòng dưới cầu thang. Trông mẹ thật ngầu với cái đèn neon đó. Hơn nữa, chúng mình có thể dùng để tìm con gái. Ba trở nên lo lắng. Dấu vết đây. Họ đang đi vòng tròn à? Hoặc là cố làm mình bối rối. Có thể là ai? À, thì ra là ba. Đúng vậy, đến giờ dọn rồi. Trong ba không ngốc như vẻ bề ngoài. Ba cũng có những ý tưởng hay đó nha. Sẽ dễ tìm các cô bé hơn khi dùng công nghệ hiện đại đó. Chỉ là tốn chút thời gian mà thôi. Một chút nữa.
chỉ 2 phút nữa thôi. Nửa đêm rồi mà vẫn không có kết quả gì. Chà, đó là vì ba đang chơi game và ba ngủ gật ở bàn máy tính. Mẹ lúc nào cũng thích bay trò đùa với người đang ngủ cả. Chào buổi sáng chồng yêu. Ba đang làm mọi việc một cách rất nghiêm túc. Ba thử mọi chiến lược mà ba có thể nghĩ. Con gái là bảo bối của ba nên ba sẽ sử dụng máy tìm kho báu. Anh không có ý tưởng nào bình thường à. Nếu ba tin vào thứ gì đó, ba sẽ thử cho bằng được mới thôi. Và không liên quan gì đến việc ba luôn muốn có một chiếc máy dò kim loại đâu. Nếu nó giúp ba có việc, ngay cả con gái cũng xuất hiện để xem nữa nè. Còn đặt chỗ VIP cho mẹ nữa. Ok. Tìm và rồi sẽ thấy. Có gì đó trên màn hình nè. Ba thậm chí không thấy gia đình trên ghế. Giờ mẹ và Ellie hiểu được cảm giác của May rồi. Thiết bị của ba không hề nói dối. Ý thật hay nha. Ba tìm thấy kho báu của mình rồi nè. Sau tất cả họ rất gần mà cũng rất xa nhau. Này, chúc mừng sinh nhật con nha May. Hôm nay tất cả đều về con. Molly đưa bạn trai về gặp ba mẹ. Ba lao vào nói chuyện. Nhưng cậu bạn trai không phải là người xấu. Rõ ràng là cậu rất thích chơi điện tử. Và giờ ba có bạn chơi cùng rồi. Đó là tất cả những gì ba muốn. Ai mà biết Molly lại cướp bạn trai của cô chứ. Nhưng khi ba đi, mẹ Molly xuất hiện. Mẹ không thích cậu bạn này. Mẹ chả bao giờ thích bạn trai của Molly cả. Nhưng mẹ nhìn người theo một cách riêng. Mẹ xem quá nhiều chương trình cảnh sát nên mẹ sẽ thẩm vấn Alberto tội nghiệp. Cậu phải thú nhận tất cả tội lỗi. Giờ luật sư của cậu ở đây để bảo vệ cậu khỏi những câu hỏi bất hợp pháp và bảo vệ bạn chơi game mới của mình. Chuyện này thật điên rồ mà. Molly phải giúp cho Alberto trốn thoát thôi. Để giúp Alberto quên ngày hẹn hò tồi tệ, Molly tự chụp vài tấm cho cậu coi. Nhưng ba Molly không thích bố cục hoặc ánh sáng. Ba có công nghệ chuyên nghiệp chỉ dành cho Molly. Con gái nhỏ xứng đáng với những điều tốt nhất. Đương nhiên ba sẽ là nhiếp ảnh gia luôn. Ba đã chụp được khá nhiều tấm ngày hôm nay đó. Ba thật chuyên nghiệp mà. Ảnh đẹp tuyệt vời. Nhưng mà mẹ không hề thích. Như quy luật vốn có, mẹ không thích ý tưởng nào của ba cả. Nên mẹ chụp vài tấm nhẹ nhàng hơn. Con trai thích màu sắc đúng vậy không? Cảm ơn mẹ đã giúp con nha. Molly muốn thử phong cách ngầu hơn. Cô thích lắm, nhưng nó thiếu thiếu gì đó. Ba nghĩ váy nên ngắn hơn. Phần vải thừa có thể biến thành bandana. Ba của Molly không kể gì nhiều. Nhưng ba từng tham gia một ban nhạc tên là Rocky Raccoon. Đây là động tác đặc trưng của họ. Molly thì không làm được. Băng keo sẽ giúp đỡ. Molly đang cố gắng lẻn qua khi mẹ đang ngủ. Nhưng mẹ không bao giờ để con gái mình ra khỏi nhà mà không có mũ. Tháng 6 thì sao nào? Đoàn khăn vào nữa. Nhiệm vụ của mẹ đã hoàn thành. Mẹ của Molly có rất nhiều thói quen khác nhau. Sẽ có 30 giây để chuẩn bị sẵn sàng trong khi bánh mì đang được nướng trong máy. Chậu làm đồng hồ báo thức và đánh răng khẩn cấp. Mỗi giây đều có giá trị. Molly không quan tâm thời gian. Cô trượt bài kiểm tra tốc độ. Thậm chí còn không có thời gian để ăn sáng. Không thể tăng tốc, không ăn được nha. Ba để cho Molly ngủ bao nhiêu tùy thích. Nhưng mà cô luôn trễ. Ba cũng để cho mình ngủ nướng. Thậm chí Molly phải gọi ba dậy. Và đó là công việc khó khăn. Ba vẫn luôn mơ ngay cả khi đã thức dậy. Giá như ba có thể tạm dừng những giấc mơ. Còn không thể ăn. Molly và ba thua trong cuộc chiến chống lại cơn buồn ngủ này. Nhưng mẹ vẫn đúng lịch trình. Mẹ thậm chí đã uống cà phê rồi. Và thậm chí còn nghĩ rằng chồng và Molly đã đi rồi. Molly đang hỏi mẹ cho phép cô tổ chức một bữa tiệc. Cô đã làm được bài kiểm tra nên cô xứng đáng được ăn mừng. Nhưng mẹ bảo không. Tiệc tùng quá ồn ào và mẹ không thích. Nhưng ba thích mọi thứ mà mẹ ghét. Nên ba về phe của Molly.
Dọn chỗ này trước cái đã. Đuổi tất cả những con bọ và người mẹ phiền phức đi. Đi ra đi. Bọ có thể vào lại, nhưng mẹ thì không nha. Bước đi thật tuyệt vời. Molly đang có khoảng thời gian thật tuyệt. Cảm ơn ba. Cả nhà thích video mới này chứ? Vậy thì hãy nhấn nút thích và chắc là đã đăng ký kênh và nhấn chuông đăng ký nha. Hẹn gặp lại lần sau trên kênh Trum Trum Trick.